Bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thành phố chuyển động với chủ đề kỹ năng sống. Và trước hết thì mời quý vị cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn sau đây. Những ngày cuối năm là những ngày các cặp đôi xôn xao bước vào mùa cưới. Bên cạnh sự náo nức chờ đợi, hồi hộp, còn có cả những lo toan. Bởi đơn giản yêu nhau là điều tuyệt vời, nhưng để sống, gắn bó, thậm chí chịu trách nhiệm với ai đó cả cuộc đời lại là một vấn đề không hề dễ dàng. Quả thật là những gương mặt vô cùng hạnh phúc. Điều này, với tư cách là một người đã trải qua hôn nhân không quá lâu nhưng cũng không quá ngắn, đúng không? Huyền muốn hỏi Điền một câu là theo Điền hôn nhân là gì? Cái này là đánh đố đúng không? Chơi khó. Có một vài định nghĩa. Chẳng hạn như là tình yêu là sự mù quáng và hôn nhân là liều thuốc làm cho người ta sáng mắt ra. Hoặc là tình yêu là một giấc mơ dài và hôn nhân là cái đồng hồ báo thức. Hoặc là hôn nhân sẽ gắn cuộc đời người ta với hai cái nhẫn. Thứ nhất đó là nhẫn cưới, và thứ hai đó là nhẫn nhục. Huyền thích định nghĩa nào? Trời ơi, nhưng mà nghe Điền nói dường như sáng nay Điền bị vợ bắt nạt thì phải, có không? Cái này cho Điền từ chối trả lời. Nhưng mà Huyền nghĩ nha, đã qua hôn nhân rồi thì ai cũng thấy rằng là sẽ có rất nhiều mâu thuẫn phát sinh, cho nên mới có nhiều định nghĩa đến như vậy. Nhưng mà những cái mâu thuẫn đó thì Huyền nghĩ cũng bình thường thôi, chúng ta không việc gì mà phải quá bức xúc như vậy, đúng không? Điền chỉ đùa thôi, đó là những cái định nghĩa vui về hôn nhân mà cánh đàn ông thường trao đổi với nhau khi mà ngồi uống cà phê, cà pháo. Nhưng mà Huyền nói đúng là trong hôn nhân thì chắc chắn là phải xảy ra mâu thuẫn, đó là điều tất yếu. Quan trọng là chúng ta sẽ giải quyết mâu thuẫn này như thế nào. Thì ngày hôm nay Thanh Điền mời quý vị khán giả chúng ta sẽ trao đổi về vấn đề này cùng với chuyên gia tâm lý Ngô Minh Uy. Dạ, Thanh Điền và Khánh Huyền xin được chào anh Ngô Minh Uy ạ. Dạ, xin chào Thanh Điền, chào Khánh Huyền và chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Dạ, thưa anh Ngô Minh Uy, Thanh Điền lại xin kể một câu chuyện vui. Đó là có một anh chàng, anh thề thốt với người yêu là vì em anh có thể sống trong địa ngục. Mà quả thực rằng là khi anh ta cưới cô ấy về thì rõ ràng là anh sống trong địa ngục. Anh này có kinh nghiệm ghê á. Anh nghĩ gì về cái định nghĩa vui của cánh mày râu rằng là hôn nhân là địa ngục? Đương nhiên là nó vui. Khi mình nghĩ rằng là nó ngược lại với cái trông đợi về một cuộc hôn nhân và một cuộc sống hôn nhân, cho nên mình nói cái gì đó mà nó ngược lại thì nó gọi là vui. Nhưng mà trong, nếu để ý đó, trong tất cả những cái câu chuyện hài hước nó đều mang một cái dáng dấp, nó truyền tải một cái thông điệp mà thường á là một cách công khai, rõ ràng, chính thức thì không nói ra được. Cho nên nó phải chuyển thành vui. Cái cuộc sống hôn nhân đó, nó có rất là nhiều cái, nó tồn tại rất là nhiều cái nguy cơ tiềm ẩn mà nó làm cho người ta căng thẳng và mệt mỏi vì cái sự không có hợp nhau. Tất cả những ai mong đợi một cuộc hôn nhân mà nó gọi là xuôi chèo mát mái, hai người cứ tung tăng với nhau, là nắm tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày tháng gì đó, là bài hát, lời bài hát vâng, đẹp bài như hát. Bài hát không có một mối quan hệ nào mà không có những cái bất đồng, những cái mâu thuẫn với nhau, mà đặc biệt là mối quan hệ hôn nhân thì là luôn luôn có mâu thuẫn. Và tại sao hôn nhân á, nó lại rắc rối hơn, có lẽ là nó rắc rối hơn những cái mối quan hệ khác. Thì nếu mà các anh chị để ý sẽ thấy nè, nếu là quan hệ công việc mà mâu thuẫn nhau đến đỉnh điểm, không chơi nữa, nghỉ việc, mình không chơi với nó nữa hoặc là mình nghỉ việc, thì là hoàn toàn là ok. Mối quan hệ với cha mẹ hay là với con cái đó, thì nếu mà mâu thuẫn quá với nhau á thì là vì tình máu mủ, thôi thì bỏ qua. Hôn nhân là nó nằm giữa cái chuyện đó. Máu mủ thì không phải máu mủ, tại vì vợ mình con người ta mà. Chưa đến mức máu mủ để bỏ qua. Không phải máu mủ để mà có thể bỏ qua. Và cũng không có dễ như là kiểu như công việc để mà nghỉ rồi đi lấy cái khác. Dạ thưa anh, thì đúng là hôn nhân cũng giống như tất cả các mối quan hệ nhưng mà nặng hơn, tức là nảy sinh ra những mâu thuẫn. Tuy nhiên là những cặp vợ chồng mới cưới và những cặp vợ chồng đã ở với nhau lâu ngày thì cái những cái mâu thuẫn nó có khác nhau không anh? Tôi nghĩ là có khác, là bởi vì lâu ngày thì có nhiều kinh nghiệm hơn về những cái điều mình bất đồng. Cho nên có thể là nếu mà người ta thích ứng được với cuộc sống hôn nhân sau khoảng 5 năm thì những cái mâu thuẫn thì thường phải là những trường hợp rất lớn. Còn lại những cái nhỏ thì là có thể là nó nhanh chóng nó được giải quyết, bởi vì người ta đã chấp nhận như vậy rồi. Và người ta hiểu rất rõ và người ta cũng đã có kinh nghiệm về cái hậu quả của cái việc giải quyết mâu thuẫn của nhau. Cho nên nó điều chỉnh dần dần. Thật ra là như vậy.
Còn những cái giai đoạn đầu á, khoảng 1 năm đến 3 năm, 5 năm sau ngày cưới thì những mâu thuẫn nó có thể nó bắt nguồn từ những cái rất là nhỏ. Ví dụ như là sự chăm sóc, cái sở thích của từng người, vân vân, thì nó sinh mâu thuẫn. Thời gian đầu thì những cái chuyện rất là nhỏ, nó đã có thể nảy sinh mâu thuẫn. Thông thường người ta tin rằng khoảng thời gian sau khi cưới là giai đoạn lý tưởng để các cặp đôi vun đắp một đời sống hạnh phúc. Tuy nhiên đây cũng là thời gian thử thách, vì chính lúc này hai cá nhân, hai quan niệm sống, hai lối sống bắt đầu tìm cách dung hòa để có được tiếng nói chung. Như vậy thì cái nguồn gốc của những cái mâu thuẫn nhỏ này là gì? Chắc chắn nó phải có một cái nguồn gốc chung đúng không ạ? Nó gọi là thế này, cái quá trình thích ứng về cái văn hóa riêng của từng người. Thì tại vì cái người phụ nữ họ được lớn lên trong một cái môi trường khác, một cái gia đình với những cái truyền thống văn hóa vân vân vân, những giá trị khác. Người chồng cũng như vậy, hai người khi mà nhập vô thì chắc chắn là nó sẽ nảy sinh một cái nguồn gốc là ở chỗ đó, sự khác biệt. Cái việc mâu thuẫn nó trở nên căng thẳng hay là nó được giải quyết là cái cách thức và cái thái độ để giải quyết cái mâu thuẫn. Nhưng mà để mà nó đẹp, nó êm đẹp hay là nó có vấn đề thì ở chỗ cái thái độ và cái cách thức giải quyết cái khác biệt đó. Dạ, Điền đang nói về cái giai đoạn là giai đoạn mới ở bên cạnh nhau đúng không? Thì Huyền thấy cái giai đoạn này là một cái giai đoạn rất là khó khăn, bởi vì cặp đôi dễ bị thất vọng về nhau nhiều. Và đây cũng là một cái giai đoạn mà đúng là nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Theo anh thì như thế nào? Chắc chắn là nó có nhiều mâu thuẫn hơn những cái giai đoạn sau. Vì người ta đón nhận, người ta thích ứng với nhau và có kinh nghiệm về giải quyết mâu thuẫn. Tôi chỉ muốn nói, tôi nhấn mạnh đến cái niềm tin của từng người, cái quan niệm, cái niềm tin của từng người về cái vấn đề hôn nhân hoặc là về cái vai trò của người kia. Cái đó là nó là cái nguồn gốc trực tiếp dẫn đến mâu thuẫn. Ví dụ nhé, ví dụ ông chồng ổng đi đâu về thì ổng treo đồ, ổng vứt đồ đâu đó chứ không có treo lên móc. Thì cái đó nếu mà điều, tại vì nó chỉ là khác biệt về trong cái lối sống, trong cái thói quen hàng ngày thôi. Và nếu mà điều chỉnh rất là đơn giản, nói nha, anh vứt xuống đó là không được nha, treo lên, mà nói với cái điều, với cái cách đơn giản thì nó hoàn toàn dần dần nó thích ứng. Hoặc là nói là em cảm thấy không có vui khi mà anh cứ đi về là anh vứt như vậy. Thì nó dần dần nó điều chỉnh. Nhưng mà cái quan niệm nha, mình để ý nha, bà vợ đó, bà sẽ nghĩ trong đầu rằng là cái người mà đi về mà cởi đồ mà vứt đó chứ không treo lên là một cái người lười biếng, là thổi phồng sự việc lên, phải không ạ? Cái niềm tin đó đó, nó tức là khi xảy ra chuyện đó cái là nó đẩy mình đi tới cái như vậy. Và mình cảm thấy thất vọng, tại sao mình có một ông chồng ổng như vậy. Theo cái tư vấn của anh, chúng ta nên giải quyết bằng cách nào những cái mâu thuẫn, thay đổi cái suy nghĩ bằng cách nào để thay đổi được cái suy nghĩ và, và hành động như thế nào là hợp lý. Bây giờ đầu tiên là tôi muốn nói về cái gọi là cái các cái bước để giải quyết một cái mâu thuẫn, để mà quản lý một cái mâu thuẫn. Cái thứ nhất là nhận ra một cách rõ ràng, cả hai bên đều phải công nhận rõ ràng là mình đang mâu thuẫn về cái gì. Cái bước thứ hai mới xem xét là cái những cái gì nó liên quan đến cái mâu thuẫn đó. Cái mâu thuẫn đó thì là do thế này, do thế kia, cái này nó ảnh hưởng đến cái này, nó ảnh hưởng, tức là xem xét cái toàn bộ cái đó. Rồi thứ ba bắt đầu mới nghe cái gọi là nghe cái quan điểm của nhau. Mà nó là đòi một cái cuộc đối thoại. Rồi một cuộc đối thoại để mà người này hiểu là người kia nghĩ cái gì, muốn cái gì, rồi người kia lại nghe lại là hiểu cái gì, muốn cái gì. Thì trong cái đoạn này, cái phần mà giao tiếp nè, và nhất là sự lắng nghe và cái việc trình bày một cách rõ ràng á, là nó quan trọng. Tại vì nhiều khi hai người nói nhưng mà không ai nghe, thế thì nó không có đi tới được cái việc là mình hiểu là người kia muốn cái gì. Đôi lúc á, chỉ cần tới đoạn đó thôi là mâu thuẫn được giải quyết. Thì sau cái phần đó rồi, bắt đầu hai bên mới đưa ra giải pháp. Rồi với cái mâu thuẫn như vậy sẽ làm cái gì, thống nhất cái gì, A, B, C, D thống nhất lại với nhau, xong rồi quyết định hành động cụ thể. Nếu như mà chúng ta nhìn ở mặt tốt thì mâu thuẫn nó cũng rất là tích cực. Bởi vì khi mà người ta giải quyết được mâu thuẫn thì người ta sẽ hiểu nhau hơn. Chính xác. Và làm thế nào để mà 10 năm sau ngày cưới chúng ta vẫn giữ được cái nụ cười hạnh phúc của ngày đầu? Đó là một điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Và Thanh Điền tin rằng là những chia sẻ của chuyên gia tâm lý Ngô Minh Uyên ngày hôm nay cũng đã giúp được một phần cho các cặp đôi đang theo dõi chương trình. Cảm ơn những chia sẻ của anh ạ. Xin cảm ơn.